trong một ngày mưa gió khắp Seattle và Bellevue. Vào thứ Bảy 14 tháng 11 vừa qua, vài trăm đồng hương người Việt gồm có Tăng Quyến, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thân hữu đã tham dự buổi lễ tiễn đưa cố đại tá quyền chỉ huy trưởng cuối cùng trường bộ binh Thủ Đức, lễ phủ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và lễ tiễn biệt cố đại tá Trần Đức Minh đã được Hội cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức cùng Hội HO Seattle thực hiện. Sau phần đọc tiểu sử của trưởng Nam tiến sĩ Trần Trung Sơn, lần lượt là phần phát biểu bày tỏ lòng thương tiếc và nói lên lời vinh danh tôn kính. Qua sẽ cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ và thịnh vượng. Xin trân trọng bày tỏ lời phân yêu chân thành nhất với Tăng Quyến và tâm lòng biết ơn của chúng tôi đối với người đã đóng góp công sức cho việc hình thành Hội cựu sinh viên sĩ quan chỉ huy Thủ Đức tiểu bang Washington, nơi đã đào tạo hơn 80% sĩ quan cho quân lực. Trong ngày 30 tháng 4 1975, ông đã quyết định ở lại cùng các đơn vị cơ hữu khóa sinh sĩ quan và sinh viên sĩ quan chiến đấu bảo vệ ngọn đồi Tăng Quyến Phú Thủ Đức cùng các anh hùng. Ông thường nhắc nhở các anh em phải đặt quyền lợi và lập trường của hội lên trên tất cả, phải đoàn kết thương yêu nhau. Tóm lại, ông là linh hồn và kim chỉ nam của hội cựu sinh viên sĩ quan trường Thủ Đức. Xin có vài lời tâm tình với vị niên trưởng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa vừa vĩnh viễn ra đi, người mà tôi hằng kính trọng và thương tiếc. Đại tá Trần Đức Minh, người chiến đấu đến phút cuối cùng bảo vệ miền Nam vào ngày 30 tháng 4 1975, đến Hoa Kỳ dù muộn màng, nhưng trong quãng đời tị nạn ông đã tiếp tục hoàn tất 2.000 trang sử ghi lại một thời nhiễu nhường của Việt Nam. Cùng với phu nhân bà Hoàng Thị Minh đã đóng góp vào đất nước Hoa Kỳ, người con trai là luật sư trung tá Hoa Kỳ Peter Trần Hoàng Anh nối nghiệp đường binh nghiệp, và trưởng nam tiến sĩ Trần Trung Sơn nối nghiệp văn hóa. Linh cữu của cố đại tá Trần Đức Minh đã được hỏa táng và an nghỉ tại nghĩa trang Acacia, thành phố Boto, tiểu bang Washington. Hoài Hương và Phạm Bảo Đôn, thông tấn viên SBTN và báo Người Việt Tây Bắc, tường trình từ Bellevue, tiểu bang Washington.